ngay bây giờ thì sẽ là những bức hình các huấn luyện viên đã tự tay chọn. Và chúng ta sẽ tới với phần đánh giá cho team đầu tiên là team của huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa. Xin mời ạ. Đối với team của Quỳnh Hoa thì các bạn là cái team thi đầu tiên, cho nên là nó cũng sẽ có nhiều những cái khó khăn, bởi vì các bạn không có đủ cái thời gian để mà mình ngồi mình suy nghĩ chiến lược hay là mình xem, mình rút kinh nghiệm từ sai sót của những cái team khác. Cho nên anh cũng có phần thông cảm về điều đó. Các bạn lựa chọn những tấm hình lên đây thì anh thấy nó có một số vấn đề. Có một số tấm thì là bóng của các bạn nữ đổ lên mặt bạn nam hơi nhiều. Có tấm thì cái hoa lại che cái phần thân hình của bạn nam lại. Có một số tấm thì hai cái nhân vật ở trong cái câu chuyện này nó chưa có cái chemistry tốt. Có đôi chỗ thì cái biểu hiện của cái thí sinh không có thể hiện được cái sự hạnh phúc. Tuy nhiên có một cái điểm anh rất thích, đó là cái tấm hình group của tụi em. Thì đây là cái tấm mà anh đánh giá là nó có cái sự khác biệt hơn so với tấm group của các nhóm còn lại. Theo như quan điểm của chị thì khi mà Hoa chụp thì chị không thấy cái quá trình của Hoa tốt. Nhưng mà Hoa rất là thông minh. Ví dụ như là cái tấm của Bolo, Hoa hoàn toàn xoay nghiêng biểu cảm của Bolo và để lấy cái khoảnh khắc hạnh phúc. Chị chắc chắn nếu như em chọn tấm dọc thì Bolo không có tấm đẹp. Kể cả Shisa cũng tương tự, đặc biệt là Casey. Bạn đi xoay nghiêng và em ăn gian được, tức là em biết cách làm cho cái tổng thể bộ hình nó khác, mà trong khi lúc đấy chị không hề thấy bọn em chụp tốt. Một cái điều nữa anh hơi thấy tiếc, đó là Quỳnh Hoa còn hơi nhẹ nhàng quá trong cái việc điều khiển team của mình và bạn chưa đủ lăng xả. Em có thể nói được không ạ? Ban giám khảo ở đây nói là em không lăng xả vì thí sinh, đó là điều sai. Tại vì chiến thuật của team em, các bạn đều là những người có kinh nghiệm và là người mẫu, thì em muốn các bạn bộc lộ hết tất cả những khả năng, những điều mà các bạn có để cho ban giám khảo ở đây để nhìn thấy. Bởi vì em là mentor và em nhìn được cái monitor của các bạn và em sẽ chỉnh các bạn trên dáng của các bạn. Điều đó là em đã bàn với các bạn từ trước và đó là lý do ngay từ đầu là em chưa có vào luôn cho các bạn. Anh hy vọng là ở những cái thử thách sau, Quỳnh Hoa sẽ lăn xả hơn, máu lửa hơn để truyền được cái năng lượng đó cho tới thí sinh. Phạm Kiên, bạn là người mà trực tiếp làm việc với các thí sinh của team Bùi Quỳnh Hoa, thì cái sự chủ động hay là cái sự đánh giá của bạn như thế nào? Xin chào tất cả các bạn, thì mình cũng chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành rất là tốt phần thi của mình. Mình thấy có bạn là Đan Tiên, là người mà chủ động đưa ra những cái yêu cầu cho mình là chụp ảnh như thế này để mà làm cho cái phần thi không bị chết đi nhiều thời gian. Chúc mừng bạn. Và bây giờ thì từng tấm hình sẽ hiện ra. Và nếu như các giám khảo cho tấm hình đó đẹp thì hãy giơ tay. Mỗi tấm hình thì các bạn sẽ được một điểm. Bắt đầu từ tấm hình đầu tiên ạ. 3, 2, 1. 4/9. Quỳnh Hoa có một điểm. Tiếp ạ. 3, 2, 1. Hoa có 2 điểm. Tiếp ạ. 3, 2, 1. Xin chúc mừng Quỳnh Hoa, bạn đang có 3 điểm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bộ hình team của huấn luyện viên Mai Ngô. Ngồi ở dưới nhìn thấy Mai Ngô điều chỉnh cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật lấy ánh sáng để các bạn có những cái tấm hình tốt hơn. Đó là cái điểm cộng đầu tiên đối với Mai Ngô. Một cái điểm cộng nữa của Mai Ngô đó là bạn ấy phân bổ thời gian rất là hợp lý với tất cả các thí sinh. Mai Ngô cũng tạo được cái mood cho các bạn. Đối với các thí sinh của Mai Ngô thì gần như là các bạn tạo cho tôi cái cảm xúc đó là rất là hạnh phúc. Nhưng bất ngờ rằng team của Mai Ngô còn nhiều tấm hình đẹp hơn như này nữa, nhưng mà lại không thấy xuất hiện trên màn hình. Đề bài của mình giao cho các bạn đó là một bộ ảnh cưới. Nhưng mà theo cái gu mà bạn chọn này thì tôi đang nghĩ là bạn có phần hiểu lầm đề bài, bạn đang chọn một bộ ảnh thời trang. Có một số cái tấm hình đơn của thí sinh á, Mai Ngô đang chọn cái tấm đó thí sinh chưa được đẹp. Mà anh nghĩ là trong quá trình Mai Ngô làm việc với team thì
các bạn có nhiều tấm ảnh đẹp hơn như vậy. Mỗi bạn ở đây đều có một cái spotlight riêng của mình. Em không chú trọng vào một bạn nào cả. Em đều thấy được cái sản phẩm của mình và em rất là hài lòng về nó. Minh Khắc, khi mà em làm việc với team thì em cảm thấy như thế nào? Khắc rất may mắn khi mà được làm việc với hai team. Thì với team Mai Ngô là cái team mà Khắc đánh giá là năng lượng nhiều nhất. Và mỗi một bạn á, là một cá tính riêng và các bạn luôn biết mình cần cái gì, làm như thế nào và chỉ đạo trực tiếp cho Khắc luôn. Cho nên Khắc làm việc với team Mai Ngô rất là dễ. Và Khắc tin là Mai Ngô sẽ có rất nhiều bức hình đẹp hơn của các bạn chứ không phải là những cái tấm hình này. Và cho xem từ tấm hình đầu tiên ạ. Rồi hãy nhìn cái biểu cảm của bạn Nicky. Ở đây á, bạn có cố cười nhưng mà cái nụ cười nó không thực sự là hạnh phúc. Và cái cảm giác như là bạn đang rất là nặng, bạn đang đổ toàn bộ vào phía chú rể. Mà trong khi cái pose áo của mình khác rất là tốt đấy. Tiếp tấm thứ hai. There's no connection between the bride and the groom. And you're too far apart for the contestant. This is not the best photo of her face. Có một cái điểm cộng nữa của team Mai Ngô đó là các bạn thí sinh ấy, là mình thấy rằng các bạn rất là chủ động đề xuất với bạn diễn của mình. Mà cái điều này ở các team khác là mình chưa thấy có. Rồi mình hãy nhìn vào tấm hình này. Hoàn toàn là mặt chú rể là tan biến luôn. Cái chủ đề ngày hôm nay là khoảnh khắc hạnh phúc. Anh cảm thấy là cái người rất hạnh phúc khi mà làm việc với mọi người. Cho nên là rất là tiếc khi mà những cái khoảnh khắc hạnh phúc đó nó không được ở trên này. Còn riêng đối với em trong cái tấm hình này thì đây là một cái tấm hình thời trang tuyệt vời luôn. Nhưng mà nó lại không phải là một cái tấm hình cưới. Không biết là Mai có quên cái việc là mình check cái sản phẩm cuối cùng ở trên màn hình không? Tiếp theo, chú rể đang rất là hạnh phúc nhưng mà hãy nhìn biểu cảm của cô dâu. Chị nghĩ rằng là Mai nên có một cái nhìn tổng quát hơn. Tại sao đối với team của em mọi người phải nhận xét rất là kỹ? Tại vì thực sự là trên set chị nghĩ rằng là cả trường quay đều tin tưởng rằng là đây là một cái phần thi rất là mood. Chính vì như thế mà các giám khảo rất là sốc khi mà nhận cái thành quả này. Có rất là nhiều cái pose, cái những hình đẹp. Nhưng mà về cái lý do là mình bị cháy sáng nên bắt buộc em phải lựa những cái phương án an toàn để có thể được nhìn thấy cái tấm hình nó rõ ràng. Bọn chị sẽ không chấm về cái vấn đề ánh sáng, vì đấy là lỗi của photo. Khi bọn chị ngồi trên này, bọn chị khẳng định là bọn chị có nhìn vào màn hình và có rất nhiều tấm hình mà chị rất là ưng ý, nhưng mà không thể nó xuất hiện ở đây. Em cũng rất là bất ngờ khi mà check hình á, những cái bức hình mà em thấy được trên set em rất ưng để mà moving on, để mà tiếp theo với các thí sinh khác, nhưng mà đến đó thì nó lại cháy sáng hết và không thể nào chọn được. Các team khác họ cũng có cùng cái điều kiện như nhau và họ vẫn có những tấm hình không bị, thì chúng ta phải đánh giá trên một cái mặt bằng chung, đúng nào? Và bây giờ thì là cái thời khắc vote của mọi người ạ. Xin mời 3, 2, 1 ạ. Tiếp ạ. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mai Ngô có 1 điểm ạ. Như vậy là huấn luyện viên Mai Ngô có một bức hình đẹp tương đương với 1 điểm. Vô cùng tiếc cho team Mai Ngô lần này. Bởi vì cái thành phẩm mà các bạn quyết định lựa chọn để nộp cho chúng tôi không tốt. Bây giờ thì sẽ đến phần đánh giá loại của team huấn luyện viên Quỳnh Châu. Watching you work was like watching myself. I couldn't look. I get getting goosebumps. Yeah. Yes. Because the way you executed everything was just like I did when I was mentoring. I took off my shoes. I was yelling, "Photographer, go in closer. I want this shot. I want this shot. No, no. You know, just, it was like, look, I get not like a queen in the photo shoot anymore. But your problem was you managed the timing wrong. You know, because the second contestant that went,
the first 5 shots because you weren't watching the monitor. She had the best photo in the first 5 shots. You could have gone on to the next girl already, but unfortunately, you know, it's okay. You all did very, very beautiful, and the ladies looked wonderful. But you girls, you know, the mentor is the conductor of the team leader. So the girls have to listen to you. But thank you very much. You did very, very great. Cái thông điệp mà mọi người mang đến từ cách chụp hình cho đến tất cả mọi thứ đều rất là ý nghĩa. Mỗi đội đều có cách thể hiện cái sự hạnh phúc trên gương mặt của tất cả các bạn thí sinh theo từng cách riêng của tất cả các huấn luyện viên. Rất là xúc động. Cảm ơn tất cả mọi người. Như cảm giác lúc mà vào chụp hình á, Châu không bắt tất cả các bạn trong team đổi dáng quá nhiều, mà một bạn chụp đúng một cái kiểu bâu dáng nhưng mà nó ra một cái tấm hình đẹp nhất. Khi mà ở ngoài nói là chỉ còn 5 phút nữa thôi thì Châu vẫn không có bị lung lay. Các bạn trong team cũng như vậy. Anh thì anh hơi không đồng ý với Như tí xíu. Như nói là bạn còn 5 phút nữa bạn không lung lay, không nao núng gì hết, thì bản thân anh lại cảm thấy Quỳnh Châu là người phân bố thời gian không tốt. Giai đoạn cuối cùng em bị gấp, những cái ảnh phía sau của em không được chất lượng tốt như các ảnh đầu. Có một cái khuyết điểm đó là vì Châu tập trung nhiều quá cho tất cả các bạn thì hai bạn cuối cùng là hai bạn lại hơi thiệt thòi một xíu, không được thể hiện mình nhiều và cũng như là không được có những cái tấm hình đẹp nhất trong cái buổi chụp hình ngày hôm nay. Minh Khắc, trong quá trình làm việc với hai team thì em so sánh hai nhóm thí sinh như thế nào? Team Quỳnh Châu là các bạn vẫn còn chưa vững về cái việc chụp hình. Rất may cho các bạn là các bạn có một huấn luyện viên đã làm rất tốt vai trò của mình, và các bạn cũng rất là chịu lắng nghe và đủ bình tĩnh để làm theo huấn luyện viên của mình. Các cảm thấy là khi làm việc thì nó không có nhiều cái sự kết nối cũng như là cái sự hạnh phúc, nhưng những cái bức hình thì nó có. Và bây giờ chúng ta sẽ biết rằng là Quỳnh Châu sẽ có bao nhiêu tấm hình đẹp. 3, 2, 1. Tiếp ạ. Ba, hai, một. Tiếp ạ. Tiếp ạ. Như vậy là Quỳnh Châu bạn cũng có 3 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ tới với phần đánh giá của team huấn luyện viên Thủy Tiên. Bắt đầu từ tấm hình đầu ạ. Cái cách cầm hoa của cô dâu rất là khác lạ. Cảm giác cái bó hoa được ngắm một cách trọn vẹn trong ánh mắt chú rể ngắm nhìn, và cái ánh mắt mà em nhìn lại, Annie nhìn lại rất là đẹp. Tiếp ạ. Các bạn cho chúng tôi cái cảm giác rằng là đây là một cô dâu chú rể thật sự, chứ không phải là các bạn đang diễn. Hãy nhìn cái cách mà hai người cầm cùng một cái bó hoa. Kha, cái lúc đấy em có cảm thấy là đây là cô dâu của em không? Dạ có. Mặc dù là hai người rất đẹp nhưng mà bó hoa vẫn là trung tâm, và cái tay mà chú rể đỡ cái lưng của cô dâu rất là tuyệt vời. Đây là trường hợp duy nhất mà chị không hiểu là tại sao lúc đó Tiên ra sức nói về cái biểu cảm nhưng mà em không thay đổi. Đi qua được. Cũng là một tấm hình rất là đẹp. Hãy nhìn cái cách mà bạn ấy cầm bó hoa cưới. Thực sự rất là nâng niu cái đó hoa luôn. Và hãy nhìn tấm hình này. Tất nhiên là không phải cô dâu nào cũng có cái ngoại hình hoàn hảo, nhưng mà em làm cho chúng tôi tin rằng là em là một cái cô dâu hạnh phúc. Kha cũng vậy. Cái cách mà Kha ôm em lên chị cũng thấy Kha đầy hạnh phúc, và Kha tin là em rất là xinh đẹp. Tấm hình này thực ra là một tấm hình an toàn, nhưng mà nó bị phá hỏng bởi cái biểu cảm của Huỳnh My. Em không cười trong khi em nhìn tất cả mọi người, mà trong khi lúc đấy Tiên ra sức nói rằng là em phải cười lên, phải cười lên. Nhưng mà em cứ làm những cái mà em thích. Em không quan tâm tới huấn luyện viên hay là mọi người đang làm gì cả. Cái đấy nó rất là khó hiểu. Và hoa thì đã che mất mặt của em. Và chị nghĩ rằng là Tiên phải khó khăn lắm mới có thể chọn được một cái tấm hình chung, tại vì cái biểu cảm của em. Minh Khai, cái quá trình làm việc với team Thủy Tiên thì bạn thấy như thế nào?
team của các bạn phối hợp khá là nhịp nhàng chứ chưa hẳn là ăn ý. Các bạn thí sinh thì ra những cái dáng liên tục, khá rất là vui khi mà bạn yêu cầu Kha bế các bạn lên. Đúng là cái dáng nó hơi khó khăn đối với Kha, nhưng mà khi Kha được nhận lời mời đến đây để hỗ trợ các bạn thì mong rằng các bạn cũng hãy nhiệt tình như vậy, hãy đưa ra yêu cầu mà các bạn mong muốn. Và có một số bạn thì hơi cứng đầu một chút, bởi vì Kha nhận thấy là Tin liên tục yêu cầu các bạn đưa ra biểu cảm tốt hơn, hạnh phúc hơn, tươi cười hơn. Nhưng mà bởi vì Kha nhìn vào mặt các bạn để ý thì Kha quan sát là các bạn chưa có làm được cái điều đó. Thực ra hôm nay mình rất thích là bộ hình của đội Tiên luôn. Cái cách cầm hoa, cái cách nâng niu hoa rất là hoàn hảo. Nhưng hai lần mình cảm thấy không hài lòng đối với đội Tiên là một bạn để hoa lên bàn và rớt xuống một lần, gãy cái hoa. Chị đã chăm trước rồi, nhưng sau đó một bạn không biết gấp hay không, bạn ấy quăng thẳng một cái luôn. Bạn ấy cảm thấy không có trân trọng được cái sản phẩm mà chị làm ra ấy. Sự vô tình, nhưng chỉ muốn là cất cái bó hoa nó nhanh để mình có thể trở lại về vị trí. Nhưng mà không ngờ thì nó lại thành ra một điều đáng tiếc như vậy. Em biết một cái lỗi sai, mình không thể nào bao biện cho chuyện đó được. Và em cũng mong là bạn chân thành, bạn biết lỗi của bạn. Và quan trọng là cái người biết sửa sai mới là cái người đi đường dài nhất. Cho nên là em xin thay mặt team của em với vị trí là mentor, xin lỗi chị Anna và giám khảo và tất cả mọi người vì cái sự cố đáng tiếc đó. Ý kiến của cá nhân anh là cái người mà giao đề cũng như là giao thể lệ, thì từ lúc nãy anh có nói là chúng tôi sẽ chấm trên sản phẩm bất chấp quá trình. Tuy nhiên, cái quá trình này, cái vi phạm này không thuộc về cái quá trình các bạn làm việc, mà nó thuộc về nhiều hơn cái phạm trù, đó là cái đạo đức của nghề nghiệp. Không chỉ riêng đối với cái sản phẩm mà mình đang PR hay là mình đang quảng cáo chụp hình đâu, mà kể cả những cái bộ trang phục hay đạo cụ của các bạn, mình làm nghề này mình sẽ phải tôn trọng nó. Cho nên anh nghĩ đây sẽ là một cái bài học rất là quan trọng tới tất cả các thí sinh ở đây luôn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cho huấn luyện viên Thủy Tiên và các bạn biết rằng là các bạn sẽ có bao nhiêu điểm với bộ hình này. 3, 2, 1. Một điểm ạ. 2 điểm ạ. Tiếp ạ. 3 điểm ạ. 4 điểm ạ. 3, 2, 1. Thì chúc mừng Thủy Tiên, bạn có 4 điểm. Và với số điểm như vậy thì huấn luyện viên Thủy Tiên sẽ là huấn luyện viên chiến thắng của ngày hôm nay. Khoan. Tuy nhiên, hành động ném hoa của bạn khiến cho nhãn hàng ngày hôm nay không hài lòng. Và cái số vote của nhãn hàng sẽ tương đương với 2 vote. Cho nên nếu như ngay lúc này chị Anna chị đồng ý với lời xin lỗi của Thủy Tiên thì chị sẽ giữ lại số điểm của Thủy Tiên. Còn nếu như chị không đồng ý thì đội Thủy Tiên sẽ còn 2 điểm. Chị, cho em xin phép chút. Đối với em cũng là chủ của một nhãn hàng. Em thì em không nói là em đem cảm xúc vào công việc binh đội của huấn luyện viên Thủy Tiên. Trong cái lúc mà chuẩn bị chụp những cái giây cuối cùng, Tiên có hỏi là còn bao nhiêu giây, anh Tiến mới trả lời chỉ còn vài giây nữa thôi. Thì lúc đó là nhanh, bạn gấp quá quăng đi cái bó hoa. Bạn chưa có đủ kinh nghiệm hiểu được là không làm như thế nào để tôn trọng một nhãn hàng. Khoan cho em nói hết. Không đồng ý quan điểm của Như. Mình đã nói ban nãy, tức là mình có thể cả một cái quá trình. Nhưng mà vội thì chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng vội mà, đúng không? Rất là vội mà. Không, team nào cũng vội. Không. Nhưng mình không bao biện được. Bởi vì cái sản phẩm mà nhãn hàng đã xuất hiện ở đây là phải trân trọng. Và có giỏi đến mấy, sản phẩm có ok đến mấy, nhưng nếu như không trân trọng nhãn hàng thì không thể được. Bạn vẫn sai vì không trân trọng nhãn hàng. Nhưng em ở đây em thấy được từng hành động của bạn, nó xảy ra một cách rất tự nhiên. Và cái bạn quăng đó hoa đó đã khóc rất là nhiều. Em hiểu hai chị đều là thật nhãn hàng. Thật ra không, cho chị nói, chị nói hình như đang ngồi đây là chiếc ghế nhân ái mà. Chị chia sẻ với nhãn hàng cái câu chuyện đằng sau để nhãn chị hàng hiểu thêm okay. Nhiều cái thôi. Yes. Đó. Chị cũng không khó khăn nhưng chị đang chia sẻ. Em hiểu chị Hà Anh, chị Xuân Lan em hiểu. Rồi,
Bây giờ thì cho xin phép hát bài nha, áp lực quá. During a campaign, every minute, every second is very important. For the contestants, you have to also pay attention to detail. There is no room for error. You cannot make a mistake. You have to be mindful. You have to think. You have to be a good listener. If your mentor says, do this, do that, you have to do it. You can't just not hear her. Because if you don't, then if you lose, you will be cut from this competition. This is a big lesson to be learned. Okay, thank you, Piluke. Tất cả những cái lời mà Thủy Tiên cũng đã nói rồi, các giám khảo cũng đã nói rồi, và bây giờ hãy cho chúng tôi biết rằng là nhãn hàng Tiana, chị quyết định cắt hay không cắt điểm số của team huấn luyện viên Thủy Tiên. Mình đưa một cái nhãn hàng của mình đến, không phải riêng nhãn hàng của chị, nhưng tất cả các nhãn hàng của những người ở đây hoặc là những người sau này, thì chị mong là đội của em sẽ trân trọng những nhãn hàng mà mọi người đem tới. Xin lỗi em. Và như vậy thì rất tiếc phải thông báo rằng là huấn luyện viên Thủy Tiên, bạn sẽ không còn là huấn luyện viên chiến thắng trong ngày hôm nay. Anh Nhi cảm thấy thực sự Nhi là một người có lỗi trong chuyện này. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với phần công bố đâu sẽ là đội chiến thắng, thì chúng tôi cũng có một giải thưởng dành cho Best in Wedding Dress ngày hôm nay. Xin phép được mời bạn Đan Tiên. Xin phép được mời bạn Mỹm Trần. Một trong hai bạn sẽ giành giải thưởng Best in Wedding Dress tối nay. Và người chiến thắng sẽ nhận được một năm sử dụng hoa miễn phí tới từ thương hiệu hoa Hanava, cùng một đôi giày cao gót tới từ thương hiệu Chinisu. Người giành giải Best in Wedding Dress ngày hôm nay thuộc về Đan Tiên. Và như vậy thì Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu đang là hai huấn luyện viên có 3 điểm. Một trong hai bạn sẽ trở thành huấn luyện viên chiến thắng ngày hôm nay. Nhìn lại tất cả những cái xuất hình mà nhóm mình đã cố gắng thì mình nghĩ là nhóm mình đã làm tốt. Còn lại thì mọi quyền quyết định sẽ thuộc vào nhóm khảo. Và các giám khảo đã vote để xem là đỏ hay cam sẽ là đội chiến thắng. Và xin mời chiếc hộp ạ. Trong đây là số vote của giám khảo, và Giang sẽ bóc để biết được là team chiến thắng sẽ là team nào. Là phiếu đầu tiên có màu đỏ, là phiếu thứ hai có màu cam, cam, đỏ, đỏ, đỏ. Là phiếu thứ bảy có màu đỏ. Như vậy thì không cần mở đến lá phiếu này, team chiến thắng ngày hôm nay là team của huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Đương nhiên là 100% team của huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa sẽ thắng rồi. Không thể nào mà thua được hết đó. Lúc này mọi người chấm trên điều kiện gì em cần được biết để có sự thuyết phục cho team của em, cũng như là rút kinh nghiệm cho lần sau ạ? Mình đi thi mà 10 điểm là 10 điểm, tức là hai bạn mà 10 điểm thì là hai bạn đó đều là giải nhất. Lý do chị lựa chọn để vote cho màu đỏ như sau. Team Quỳnh Hoa, bạn ấy là người phân bổ thời gian rất hợp lý. Ở team đầu tiên mà bạn ấy làm, sản phẩm tập thể của bạn ấy mình thấy rất là ok. Bằng lý do đó thì mình đã lựa chọn team đỏ. Bản thân em cũng phải chấp nhận một điều rằng là tấm ảnh cho ra của đội huấn luyện viên Quỳnh Hoa quá tuyệt vời. Một cái bút cũng quá đẹp. Có 9 người và tỷ số là 5-4. Chị không nghĩ nó là một cái điều gì đấy quá bất công hay gì cả. Không, em biết là nó không bất công, em chỉ muốn biết. Hiểu, chị đang nói cái ý của chị. Chị cũng rất hiểu cái tâm trạng của em. Em không thể hỏi từng giám khảo nói cái lý do của họ được. Chị Hà đã trả lời cái quyết định của chị ý. Trong cái câu trả lời đó, nó có cả vấn đề về quá trình, chứ không chỉ là câu chuyện về ảnh.
Nếu mà nói về quá trình thì team của em làm việc rất là đoàn kết mà. Phân bổ thời gian và kết quả sản phẩm tập thể của em lại không tốt. Kết quả sản phẩm tập thể thì mọi người cũng đã chấm ở phần cuối cùng. Thì nếu mà so về hình tập thể thì tụi em cũng có quyền nói là tụi em có hình cá nhân nhiều hình đẹp hơn Hoa. Em nghĩ là nếu như vậy thì team của em có thể cùng với team của Hoa chiến thắng. Cảm nhận về quá trình, mọi người sẽ có một cảm nhận riêng. Có người họ đặt nặng cái vấn đề phân bổ thời gian, sẽ có người đặt nặng cái tính liên kết giữa mentor và thí sinh, có người lại đặt nặng cái tính chủ động của thí sinh hơn. Đừng buồn, tỷ lệ 4 và 5 mà. Thua là thua rồi chị. Thua là thua thì bây giờ chúng ta sẽ có huấn luyện viên chiến thắng. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Luật chơi là luật chơi, nếu mà chị Giang đã nói như vậy thì mình tôn trọng. Mình coi như là học tài thi phận đi. Bản thân chị là một người quan sát thì chị cảm thấy rằng là trong team của em có rất là nhiều bạn thí sinh là người mẫu, nhưng mà thực sự các bạn chưa hề bộc lộ được cái khả năng của mình. Và bản thân em cũng vậy, chị cảm thấy rằng là em rất là giỏi trong việc em lựa chọn hình. Đấy cũng là một chiến thuật và cũng là một cái khả năng của em. Nhưng mà hãy cẩn thận ở những cái thử thách sau, đừng có để cái chiến thắng của mình chỉ là một cái chiến thắng may mắn. Và bây giờ thì chiếc ghế này thuộc về em. Còn với team của Quỳnh Hoa thì có một bạn thí sinh Đan Tiên đã nhận được giải The Best Wedding. Và Hoa nghĩ rằng đây cũng là một chiến thắng thuyết phục và dễ hiểu thôi. Ai cũng muốn đứng ra bảo vệ đàn con của mình. Và Hoa nghĩ rằng là đấy là một cái cảm xúc rất là bình thường của chị Châu. Và Hoa rất là tôn trọng điều đó. Theo như luật chơi, em sẽ được gọi tên một team an toàn, không cần cử thí sinh vào vòng loại. Và em chọn đó là team nào? Tiên đã bị mất đi 2 điểm của mình. Hoa rất là tiếc cho Tiên. Và Hoa nhìn thấy là sự cố gắng của tất cả các bạn thí sinh trong team của Tiên. Cái lựa chọn này Hoa sẽ dành cho Tiên. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Thủy Tiên. Và ngay bây giờ thì huấn luyện viên Quỳnh Châu và huấn luyện viên Quỳnh Mai, hãy cho chúng tôi biết 2 cái tên trong team mà các bạn sẽ gửi vào phòng loại là ai.